Cái video này có rất nhiều thứ để học, từ trục căn thức đến rút gọn, đến phân tích thành hàng đẳng thức ở trong căn. Mọi người cố gắng xem bằng kỹ nhá. Tiếp theo ý C này mình sẽ làm như sau. Ta thấy chỗ này có 2 mà trừ đi căn 3 đúng không? 2 trừ đi căn 3. Chỗ này có căn 3 trừ đi 1. Căn 3 trừ đi 1 thì rõ ràng chỗ này trục căn thức được này. Chỗ này căn 3 trừ đi 1, mình cũng có thể trục căn thức được. Tuy nhiên cái chỗ này thì mọi người đánh giá thế nào? Nó có thể rút gọn được. Thử xem có đúng không nào? Thử máy tính xem biết rút gọn được hay không, biết tay nhau ngay. Chỗ này ta có này, căn 6 sẽ trừ đi căn 2 nhá. Chia cho căn 3 trừ 1, căn 3 trừ đi 1 nhá. Kể cả những đứa mà không biết cái gì luôn, bấm máy tính cũng ra là mình đã có linh cảm là mình phải lấy cái căn 2 ra làm nhân tử chung, đúng không? Thì đằng sau này tí nữa cũng máy tính lo luôn nhá. Chỗ này máy tính lo được. Được chưa? Rồi. Bây giờ đến đây thầy trò mình sẽ cùng làm nhá. Ý C ta có này. Chỗ này là 1 chia cho 2 trừ căn 3 thì trục căn thức ở đây có phải là sẽ có là 2 trừ căn 3 nhân với cái lượng liên hợp của nó không? Là 2 cộng căn 3 không? Rồi nhá. Phía trên này chắc chắn là mình phải nhân với 2 cộng căn 3 rồi. 2 cộng căn 3 ở đây rồi. Tiếp theo, chỗ này trừ đi. Phía dưới này ta thấy này là có căn 3 trừ 1 đúng không? Căn 3 trừ đi 1. Ở trên này khi nãy mình bấm máy tính rồi nó lòi ra căn 2 đúng không? Thì chắc chắn chỗ này sẽ là căn 2 nhân với căn 3 mà trừ đi 1. Thế thôi mình thừa biết cái điều đấy xảy ra ra mà mình không cần phải nhẩm quá nhiều, đúng không? Bởi vì chia nó lòi ra căn 2 thì hóa ra hai ông này rút gọn còn căn 2 thôi. Được chưa? Cuối cùng này cũng thế. Trừ đi chỗ này cái căn to đùng này. Căn to đùng này. Trong này bấm máy tính là xong rồi. Bấm máy tính như sau. Nhiều đứa lại quên bấm máy tính rồi đấy. Bây giờ hướng dẫn lại bấm máy tính nhá. Mình có chỗ này mình sẽ bấm này. Menu 9, chọn chế độ 2, chọn tiếp chế độ 2 tiếp để vào cái giải phương trình bậc 2. Được chưa? Bước đầu tiên chúng ta nhập 1 bằng. Tiếp theo nữa chúng ta nhập âm 5 nhá. Chỗ này nhớ là phải thêm âm vào chỗ 5 này nhá. Nhập âm 5 bằng này, âm 5 bằng. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái thằng này bình phương mà chia cho 4, có nghĩa là 2 căn 6, 2 căn 6. Tất cả bình phương sẽ chia cho 4. Xem nó bằng bao nhiêu ở đây. Được chưa? Nó sẽ có một nghiệm bằng 3 với một nghiệm bằng 2. Thì công việc của chúng mình chỉ cần là điền căn 3 với cả căn 2 ở đây thôi. Được chưa? Ở giữa này dấu gì thì mình điền dấu đấy. Sau đấy đóng ngoặc lại tất cả bình phương. Thế là xong. Đó, như này là xong rồi. Đây là máy tính lo được, đúng không? Mình làm bài toán như này mình chỉ cần như vậy thôi. Không cần phải phân tích quá nhiều. Chỗ này là căn 3 trừ căn 2 tất cả bình phương. Thằng này ở trong căn. Được chưa? Rồi đến đây chúng ta sẽ có gì? Ở dưới đây là hàng đẳng thức số 3 đúng không? Sẽ là 2 bình phương mà trừ đi căn 3 tất cả bình phương. Thì chỗ này nó sẽ bằng 4 trừ đi 3 và ông này ông ấy bằng 1. Được chưa? Mình không cần phải ghi. Thôi mình cũng ghi đàng hoàng thực tế này. Là 4 sẽ trừ đi 3 này. Trên này sẽ là 2 cộng căn 3 này. Ở đây thì làm sao? Trừ đi căn 2 thôi. Phía cuối cùng này thì sao? Sẽ trừ đi. Đáng nhẽ là trị tuyệt đối của căn 3 trừ căn 2, nhưng mà căn 3 trừ căn 2 lớn hơn nó bằng 0, cho nên là mở ngoặc là căn 3 trừ căn 2 luôn. Như này. Ngon rồi. Thế thì đến đây, dưới này mình biết nó bằng 1 rồi đúng không? Đây nó chỉ là 2 cộng căn 3 thôi. Trừ đi căn 2. Chỗ này mình phá ngoặc ra nhá, sẽ là trừ căn 3 mà cộng căn 2. Rồi. Nhìn thôi là biết đáp án rồi. Căn 3 với trừ căn 3 hết rồi. Âm của căn 2 với cả căn 2 cũng hết luôn. Vậy cuối cùng đáp số của mình nó chỉ là một số 2 tròn trĩnh, rất là đẹp. Nghiệm của bài này rất đẹp. Được chưa? Rồi cuối cùng là ý D. Các bạn sẽ tự làm như những cái mà thầy đưa cho các bạn. Ví dụ như chỗ này này, thì mình sẽ bấm máy tính xem có rút gọn được không. Nếu mà rút gọn được thì mình chỉ cần ghi cái số ở trong máy tính với đóng mở ngoặc ra cái phần dưới này là xong thôi. Tiếp theo chỗ này cũng bấm máy tính nhé. Chỗ này thì bắt buộc mình phải trục căn thức bằng cách mình nhân liên hợp rồi. Không có gì khó cả. Các bạn sẽ tự làm, sau đấy comment kết quả dưới đây rồi so sánh đáp số mà thầy để phía trên này nhé.